Trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình India Today vào ngày hôm qua 19 tháng 4, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov thông báo nước này đang bắt đầu bước vào giai đoạn mới của chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Chiến dịch quân sự đặc biệt ở phía đông Ukraine như đã được thông báo ngay từ đầu, nhằm giải phóng hoàn toàn hai nước Cộng hòa Donetsk và Luhansk vẫn đang được tiếp tục. Một giai đoạn mới của chiến dịch này đã được bắt đầu, và tôi chắc chắn rằng đây sẽ là thời điểm rất quan trọng của toàn bộ chiến dịch quân sự đặc biệt này. Trong cuộc phỏng vấn, Ngoại trưởng Nga khẳng định nước này vẫn sẽ chỉ sử dụng vũ khí thông thường trong khuôn khổ chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào giai đoạn này. Tuyệt đối không sử dụng vũ khí hạt nhân hay hóa học. Ông nhấn mạnh, Nga đã thay đổi việc bố trí lực lượng ở Ukraine sau cuộc đàm phán trực tiếp tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Trong khi đó, thì Tổng thống Ukraine Zelensky khẳng định, chúng ta có thể khẳng định rằng lực lượng của Nga đã bắt đầu trận Donbass sau một thời gian dài chuẩn bị. Một bộ phận lớn của quân đội Nga đang tập trung vào trận đánh này. Ngoại trưởng Nga cũng tái khẳng định kiên quyết là yêu cầu các nước phương Tây thanh toán hợp đồng khí đốt bằng đồng rúp, hoàn toàn không mâu thuẫn với các hợp đồng hiện có.